颂他，赞美将大宝，将哈西就跟花外头，不跟左腿拉不伦单边，内面而生。Roma, thưa anh em, không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy dù sống dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa, vì Đức Kitô đã chết và sống lại, chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết. Thưa quý vị và các bạn, trong bài đọc hai thư Phaolô gửi cho tín hữu Roma đó, thì chúng ta mới lắng nghe. Chúng ta được mời gọi để sống không phải sống cho chính mình, mà sống cho Chúa và chết cho Chúa. Cho nên giống như Đức Kitô đã chết và sống lại, chính là Chúa của kẻ sống cũng như kẻ chết. Thì đây cũng là một cái điểm rất là đặc biệt của những người Kitô hữu. Những người Kitô hữu, đặc biệt là qua bí tích thánh tẩy, được gia nhập vào giáo hội, được sống kết hợp với Chúa Kitô là thân nho, thì chúng ta nói và làm không phải cho tôi mà thôi, mà cho gia đình, cho cộng đoàn, cho những người chung quanh, và cho, dĩ nhiên, cho Chúa. Tất cả những điều chúng ta nói và làm noi gương Chúa thật là tốt, để biểu hiện giới răn kính Chúa yêu người, đặc biệt là tha thứ, là bởi vì chúng ta sống cho Chúa và vì Chúa nữa, chứ không phải chỉ là vì chúng ta, giống như thế giới mà chúng ta đang sống, tôi sống cho chính tôi. Không phải, chúng ta sống cho Chúa, cho giáo hội, cho tha nhân. Vâng, sống cho Chúa, cái từ đó nghe đối với những người giới trẻ thời đại của chúng ta thì nói tại sao phải sống cho Chúa? Hả cho anh, tại sao lại cứ phải dâng cúng điều này điều kia cho Chúa? Tôi sống cho thân tôi còn chưa xong nữa mà. Vậy thì cho anh trả lời sao? Vâng, cho cái chữ mà cho Chúa ở đây có nghĩa là gì? Trong khi đó kinh tiền tụng số 4 nói với chúng ta là lạy Chúa những lời ca tụng của chúng con chẳng thêm gì cho Chúa. Vậy thì nghĩa là sao? Hai cái điều có tương phản không cho anh? Vâng, thì những câu nói này chỉ là cái ý rằng cội nguồn của chúng ta là Chúa. Chúa là đấng sinh thành ra chúng ta, Chúa là đấng dựng nên chúng ta. Mặc dầu cha mẹ sinh ra chúng ta, nhưng mà Chúa chính là đấng tạo thành chúng ta, tạo thành trời đất, tạo thành con người. Cho nên cái sự mà khi chúng ta nói rằng chúng ta sống cho Chúa và chết cho Chúa đó, nó chỉ là một ý nói rằng mọi sự chúng ta quy hướng về cho Chúa. Tất cả những điều tốt lành, kể cả sự sống, sự chết, nhất là khi chúng ta diễn tả được cái nhân đức yêu thương và tha thứ, thì lúc đó chúng ta hướng về Chúa và chúng ta rất giống Chúa, sẽ trở về với Chúa. Đại khái rằng những người tin Chúa, những người công giáo chân chính, tốt lành đúng nghĩa đó, thì chúng ta là nói và làm mọi sự vì Chúa, với Chúa và cho Chúa. Vâng, và vì thế mà cái từ cho Chúa ở đây không có nghĩa là chúng ta sẽ bị thiệt thòi đâu, thưa quý vị và các bạn, mà là nó có nghĩa là làm sáng danh Chúa. Như cái lời kinh sai lạy cha mà chúng ta đã từng học hỏi trong suốt mấy tuần qua, khi chúng ta làm sáng danh Chúa thì chính bản thân chúng ta cũng được ánh sáng của Chúa chiếu tỏa, và hạnh phúc của Chúa cũng là hạnh phúc của chúng ta.
niềm hoan lạc mời của Chúa cũng là niềm hoan lạc của chúng ta, làm sáng danh Chúa và đặc biệt là quy hướng về Chúa. Cha Danh có nhắc cái từ đó, quy hướng về Chúa, thì nó đúng hơn là cái từ suốt ngày cứ nghĩ là cho Chúa, đi lễ cho Chúa. Đúng. Không? Thật rồi sự ra, kia thực sự ra mặc dầu chúng ta nói rằng chúng ta sống cho Chúa và chết cho Chúa, nhưng mà sự thực là sống cho tôi và chết cho tôi. Bởi vì sao? Bởi vì trong giới răn quan trọng nhất của đạo Kitô giáo đó là kính Chúa và yêu người. Ai kính Chúa thì người đó thì cũng có nghĩa là yêu người, mà ai yêu người thì cũng là kính Chúa. Vì thế cho nên chỉ là một kiểu nói, chúng ta trong mọi sự biết cảm ơn Chúa, biết tạ ơn Chúa, thì như vậy là chúng ta sống và chết cho Chúa, chứ không phải là theo cái kiểu nghĩa đen của cái từ ngữ mà tất cả mọi sự chúng ta chỉ có hướng lên Chúa rồi chính chúng ta thì không có được cái gì. Không có. Khi chúng ta yêu thương, khi gia đình hạnh phúc, khi chúng ta mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác thì Chúa cũng được vinh danh. Đó, nó nghĩa là như thế. Vâng. Tức là sống cho nước cha trị đến, sống cho vinh quang của Thiên Chúa được ngự trị trên mặt đất này, để rồi chính bản thân chúng ta cũng trở thành những người con cái được bảo bọc bằng sự vinh quang đó. Vậy thì chúng ta hay hát với nhau cái lời mở đầu như lời giới thiệu của chương trình Phaolô mới hàng suốt gần 5 năm qua. Hãy cha Danh, tôi sống nhưng không phải tôi sống, nhưng mà chính Chúa Kitô sống trong tôi. Cũng là một cái tâm tình giống như cái lời của Thánh Phaolô ở đây vậy. Ngài nói khi chúng ta sống, khi chúng ta chết, sống thì hãy sống cho Chúa, chết thì hãy chết cho Chúa. Dù sống dù chết đều thuộc về Chúa. Đối với một người có con mắt người đời thì thấy cái câu này nó vô lý quá, chết rồi thì còn gì nữa đâu mà nói. Thì cha Danh nghĩ như thế nào? Một cái thái độ sống mà nói như những người tử đạo đó, mấy ông này thiệt sự là quá liều và quá dại đối với con mắt người đời. Chết rồi thì còn gì nữa đâu mà nói, thiệt thòi hết cái tánh mạng rồi thì còn gì nữa mà nói chuyện ở đây. Chúng ta thấy ở trên đời có một số người sống vì lý tưởng và chết cho cái lý tưởng của mình. Lý tưởng đó có thể là bất cứ cái gì, chính trị, đảng phái, người ta hay là nghề nghiệp, chết vì nghề nghiệp, sinh nghề tử nghiệp, chết vì cái lý tưởng của mình. Thì thiết nghĩ sống cho Chúa và chết cho Chúa thì cũng có nghĩa là sống và chết cho cái lý tưởng của chúng ta là những kẻ tin Chúa, là những người theo Chúa. Vâng. Thiết nghĩ nói như vậy thì có lẽ chúng ta dễ hiểu hơn. Vâng. Tức là chúng ta sống và chết cho cái lý tưởng là theo Chúa. Nhưng mà được một cái nếu chúng ta sống và chết cho Chúa đó, thì chúng ta tin chắc rằng chúng ta sẽ được phục sinh với Chúa. Đó, cái điểm đó là cái điểm an ủi rất là to lớn đối với những người Kitô giáo. Bởi vì chính Chúa Giêsu là đấng đã chết đi và sống lại rồi, thì chúng ta chết đi và sống lại cho Chúa thì chắc chắn sẽ được sống lại với Ngài. Cho dẫu là cuộc đời này chúng ta phải chịu thiệt thòi nhiều. Chẳng hạn người ta cứ sai lỗi, làm phạm lỗi đối với mình hoài. Mà bây giờ cứ nói là mình hãy tha thứ cho kẻ khác đi. Thấy không? Thì rõ ràng là chúng ta thiệt thòi về vấn đề vật chất, đôi khi về nhân phẩm, về danh tánh của chúng ta nữa. Cứ bị người bạn hữu hoặc là gia đình sai phạm với mình hoài mà mình vẫn tiếp tục học tha thứ. Tôi đã từng thấy chứng kiến có những người như thế, muốn sống lời của Chúa và họ cứ tha thứ và họ lấy tình thương yêu bảo bọc con cái, mặc dù cho nó hoang đàng cách mấy đi chăng nữa, rồi nó cứ gọi là tứ đổ tường, nhưng mà lại cứ đi theo nó, yêu thương nó. Tôi đã từng thấy những người mẹ như thế, cho rằng. Và vì thế mà chúng ta thấy không, cái lời Chúa dạy ở đây á, giúp cho chúng ta sống một lý tưởng Kitô giáo á, mà không những cho đời sau mà hướng tới phục sinh nữa như cha Danh vừa nói, mà là một cái lối sống đẹp nhất. Chúng ta phải tin đây là một lối sống đẹp nhất, cao thượng nhất, và có chết cũng là cái chết cao thượng nhất. Thiết nghĩ đúng ở rồi. Trên đời này nếu mà không có giới răn yêu thương và tha thứ đó, hay là tha thứ cho kẻ thù đó, thì thế giới này nó sẽ thế nào? Phải có người tha thứ, phải có những tâm hồn tha thứ thì thế giới này nó mới đi vào cái trật tự được. Đó cũng là cái điều mà tí nữa chúng ta sẽ đọc bài Phúc Âm để chúng ta biết rằng cái lý do mà trong bài Phúc Âm nói đến cái việc mà Chúa nói hãy tha thứ 70 lần 7 đó, nó phát xuất từ cái khởi đầu Ca-in đó, thời kỳ Ca-in, Chúa cho phép Ca-in được báo thù 7 lần.
để một cách nào đó con người đỡ có phạm lỗi và phạm tội với nhau, cái tội lỗi nó gia tăng. Cho nên cái sự báo thù ấy nhằm để ngăn chặn tội ác thời Ca-in. Nhưng mà thời của Chúa Giê-xu là Adam mới, thì Chúa nói ngược lại, không phải là báo thù 7 lần mà là tha thứ 70 lần 7. Có nghĩa là được gia tăng cái ân sủng càng nhiều trong cái sự khoan dung chứ không phải sự báo thù. Vâng, và lời Chúa Giê-xu cũng dạy chúng ta rằng xin tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có tội, có lỗi, có nợ với chúng con. Đó là cái lời nó tương hợp với cái tinh thần của những bài đọc hôm nay. Và chúng ta thấy rằng khi Chúa nói cái điều này và dạy chúng ta cầu nguyện như thế là ngầm ý Chúa thấu suốt tâm hồn con người. Chúa biết rằng trong thế giới, trong thế gian này đó, đầy dẫy những sự xúc phạm lẫn nhau, đầy dẫy những sự chà đạp lên nhau và vấp lỗi lầm lẫn nhau. Vì thế mà Chúa mới dạy chúng ta phải cầu nguyện liên lỉ là hãy học tha thứ đi thì mới giống Chúa nhất. Để cho bài phúc âm ngày hôm nay, Tin Mừng Matthew chương 18 đó, ông Phêrô hỏi Chúa Giêsu: "Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha thứ đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không?" Chúa Giêsu đáp: "Thầy không phải bảo là 7 lần nhưng là đến 70 lần 7." Đó, khi mà Chúa Giêsu nói đến tha thứ 70 lần 7, chắc chắn Phêrô và những người thông thạo kinh thánh biết ngay, ô đây là một cái điều tương phản ngược lại với Ca-in thời xưa báo thù 7 lần. Thì bây giờ thời đại của ân sủng rồi, thời đại của Giêsu là Adam mới rồi, không còn nhấn mạnh đến trả thù và báo oán 7 lần gì nữa, mà là hãy yêu thương và tha thứ đến 70 lần 7. Một cái kiểu nói nhấn mạnh về thời đại ân sủng, thời đại tích cực, thời đại tha thứ, chứ không phải là thời đại của bà trả thù nữa. Nói về cái điều này đó, thưa cha Thái, thì chúng ta biết người Do Thái đó được nổi tiếng là trả thù. Mắt thế mắt, răng thế răng là những điều mà nằm lòng trong những người Do Thái cho đến thời buổi này cũng vậy. Đó, chúng ta thấy cách đây một những tháng vừa qua đó, cứ mỗi lần mà bên Palestine có một vài trái đạn pháo kích sang Do Thái, một trái thì bên Do Thái sẽ bắn sang 10 trái. Đó là họ cũng theo cái luật của thời xưa đó. Vâng. Một lần thì phải làm 7 lần hay chục lần chứ không phải là trả thù một lần. Và nó rất nguy hại, thưa quý vị và các bạn. Bởi lẽ hận thù sẽ chồng chất thêm hận thù và những chuỗi bạo động vẫn tiếp tục nối tiếp nhau. Thì hết đời này đến đời kia, nó cũng đang xảy ra trong thế giới của chúng ta, thưa quý vị và các bạn. Một thế giới mang sát phàm, rất là trần tục, mà thiếu vấn đề khoan dung, tha thứ của đạo của chính Chúa Giêsu dạy, là vẫn đau khổ trầm luân. Vùng đất Trung Đông là một cái vùng đất điển hình cho chúng ta thấy bao nhiêu thời đại vẫn tiếp tục đánh nhau, thưa cha Danh. Và vì thế Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy tha thứ cho kẻ thù không cần đặt điều kiện gì hết. Thì khi đó chúng ta chặn đứng ngay những cái chuỗi bạo động đó và thế giới mới có hòa bình đích thực. Đó. Và vì thế mà mới chúng ta mới thấy được cái đạo lý của Chúa Giêsu Kitô là vô cùng quan trọng cho sự sống còn của thế giới này. Vâng. Nhưng mà cái khổ nỗi là nhiều khi chúng ta thấy có những tâm hồn, có những con người xả thân yêu thương và tha thứ đấy, mà sao những kẻ thù kia, những người kia vẫn chưa mở mắt ra và cứ tiếp tục hung tợn rồi giết chóc, vẫn cứ tiếp tục như vậy. Nó làm cho chúng ta cảm thấy như là không biết là thế giới này nó sẽ ra sao nữa. Nhưng mà dù cho có như thế thì những tâm hồn yêu thương và tha thứ vẫn là những cái tấm gương rất là đẹp lòng Chúa. Tức là theo cái niềm tin của chúng ta đó, ai yêu thương và đặc biệt tha thứ được trong cuộc đời này thì những người ấy sẽ được thưởng nơi Chúa. Chúng ta tin là như thế. Bởi vì trở nên giống Chúa, không có cái cách nào trở nên giống Chúa mà giống cho bằng cái hành động yêu thương và tha thứ cho kẻ thù. Vâng. Và vì thế mà cái lời Chúa Giêsu nhắn gửi trên thánh giá khi Ngài sắp chút hơi thở cuối cùng, đó là hãy lạy Cha, xin tha thứ cho chúng vì chúng lầm không biết, là một cái đỉnh cao của tình yêu tận hiến. Đây là cái đỉnh cao của tình yêu tha thứ và tận hiến của Chúa. Chốc lát chúng tôi sẽ đến với quý vị để tiếp tục bàn thảo và chia sẻ suy niệm đến bài phúc âm của Chủ nhật hôm nay.
xin đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát.